Bé mấy tuổi? Dạ hôm nay con 3 tuổi rưỡi. 3 tuổi rưỡi hả? Dạ. 3 tuổi rưỡi mà nói chuyện giỏi quá nhờ. Dạ thì bác, tại vì em bố con này một con người không có được bình thường, bác con hả là mày nói chuyện số. Ăn cái chừng mắc nghẹn nha con. Dạ con bố ơi. Ông bố ơi. Con mấy tuổi? Con 6 tuổi. Dạ, 6 tuổi mà con chơi điện thoại là hư mắt nha. Con coi ba kim tử âm của con. Ừ, con tên gì? Con tên là Kim Tử Ca. Đây còn một bé nữa. Bé mấy tuổi? Bé 6 tuổi. Bé 6 tuổi mà sao bé bự hơn mấy bạn vậy? Tự kỷ á. Hả? Bé bị tự kỷ. Tự kỷ mà sao bự? Xin chào mọi người, ngày hôm nay là mình đang quay một cái game có tên gọi là Ông Bố Hoàn Hảo. Và trong cái ban cố vấn của mình ngày hôm nay là có chị Hồng Vân nè, anh Kim Tử Long nè. Đây là hai cố vấn chính của chương trình, đó là chị Hồng Vân. Xin chào chị Hồng Vân. Đây là anh Kim Tử Long đó, và một khách mời nữa đó chính là ai mọi người biết không? À, đây là anh Vũ Hà. Hello. Công nhận nha, em làm việc với chị Vân và anh Vũ Hà bữa giờ. Ê, em làm việc với chị Vân với anh Long bữa giờ em chán lắm, tại vì khách mời cố định mà anh Long thì lớn tuổi, chị Vân thì em gặp trong phim hoài. Em biết mà. Cúng vậy đó, em hiểu không? Nó vô nó nằm thoi thóp ở trong cái ghế trong phòng hóa trang. Rồi á, cái nó xin xỏ chị thuốc để nó uống. Và một cho đến bây giờ khi mà nó ngồi lại rồi á, là nó bằng ăn. Làm vlog đó. Nó xem số chị em không có chị Vân, chị Vân có cho em uống gì hai viên thuốc với lại đông trùng hạ thảo với lại chân rừng, nhưng mà em vẫn không thấy chị đẹp bằng anh Vũ Hà đó. Tại vì em coi anh Vũ Hà trên vlog, em thấy anh Vũ Hà rất là đẹp, mà ngày hôm nay mặc đồ rất style, rất là chất nè, đó đẹp mà da mặt mịn nữa, tóc đẹp nữa. Anh Vũ Hà là một người không bao giờ già, không tuổi luôn. Bây giờ đố mọi người biết Vũ Hà chứ tuổi không ai biết luôn. Trời ơi là anh Vũ Hà, theo em đoán á nha, theo em biết là phải sống lâu năm lắm rồi anh đó. Anh Vũ Hà phải là trên 50 tuổi. Sống lâu năm lắm rồi nhưng mà không ai biết tuổi của anh ấy là bao nhiêu. Nhưng mà nhìn thì đoán chừng là 40 thôi, nhưng mà thật ra anh là phải là trên 50. Ba mấy hả? Ba mấy luôn hả? Nhưng mà tuổi thật của anh có dám nói không? Em không biết. Thì chắc năm nay 51 rồi. Ha! Chưa? Này mọi người coi kỹ anh Vũ Hà không? Trẻ đẹp. Ôi trời ơi, 51 già khăn. Tôi mới có 38 à. Thôi cho người khác cầm cái đời đúng không? Còn cái nào? Môi là chín mọng đỏ nè. Răng trắng nữa, nói chung là ngon, body chuẩn nữa. Rồi trời, bóp trận. Tóm lại thế này, có nghĩa là từ hồi nào đến giờ luôn, biết Duy Khả, Huy Khánh là trên phim ảnh. Và hôm nay lần đầu tiên gặp ở ngoài làm MC mặc bộ đồ không được đẹp lắm. Gần đây trời ơi, xa quá làm sao mà nghe. Mà bộ đồ không được đẹp. Tóm lại là thứ nhất. Thứ hai là với cái miệng mồm mà rất là khéo léo, và đặc biệt là rất là sắc gái. Đúng không? Dạ. Thì dạ yếu á. Cho nên bây giờ anh nói như thế này nè, đồ thì hôm nào anh sẽ dắt qua bên nhà bạn thân anh xin cho một bộ. Bạn hơn anh rồi. Ok, nói cho như vậy. Hôm nào là sẵn anh mời đi ăn. Cái khen nhiều quá. Anh Hà mời đi ăn. Bà nói thiệt anh nói xạo giờ. Ơi. Dù rồi. Nói chưa bao giờ sai. Là anh mời em đi ăn đúng không? Ok. Mọi người làm chứng nha, anh Hà hứa mời đi ăn rồi. Đi qua nhà bạn thân xin đồ nữa. Còn nói là qua nhà bạn thân xin đồ nữa, bây giờ quay cái clip này làm chứng. Không đi đậu rắn quý hàng xuống con ok xuống con xuống.
đâu có cắn đâu, không? Dạ không, không. Rắn này ngon lắm, có nào nó trộn chút con rắn độc vô không? Ta đã nói rồi, bỏ cái đầu nó vô chưa? Sau này vậy chứ anh không có sợ đâu nha. Thiệt. Hãy xơi rắn. Sống luôn nè. Con này nó không có độc. Em chỉ cần túm nó quấn lại bỏ vô. Ok. Trời nó nóng nó tỏa nhiệt ra. Sâu ăn ngon lắm. Không, quay mặt trước mà. Học tay vô luôn nè, đó mọi người thấy không? Không sợ, không sợ. Cái này á, mấy loại rắn này anh biết. Hôm nay anh có hỏi người ta rồi. Loại rắn này người ta nuôi để nằm cặn. Và trong cái miệng của nó không có răng hàm. Được rồi. Ừ, nó chỉ ăn côn trùng thôi. Dạ, anh dám cặn không? Thì thưa, nhưng mà dơ thôi. Bóc lên cho anh cầm luôn, anh dám không? Nó dơ, nhớ cái gì? Em bóc lên con mà nữa nha. Bóc lên con nữa. Trời, bóc con lên nè. Cầm gì đâu đó. À, cầm thử coi. Cái tay anh sao vĩnh kỳ vậy? Trời ơi, ôi trời ơi. Không có sao. What?